Tình trạng hiện tại của Cẩm Ly sau khi mắc bạo bệnh từng đau đớn đến suýt bỏ nghề, không nhẹ nhàng như những bản tình cảm mà Cẩm Ly trình diễn, cuộc đời của nữ ca sĩ lại có một thời gian vô cùng khó khăn. Mới đây trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Cẩm Ly đã có cơ hội chia sẻ với khán giả về những dấu ấn đáng nhớ về sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của mình. Dù được công nhận thực lực từ nhỏ nhưng nữ ca sĩ phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn để chuyển từ dòng nhạc trẻ sang thể loại dân ca trữ tình. Trước khi khởi nghiệp đi hát, tôi đã rất đam mê với dòng nhạc dân ca. Lúc đầu tôi bước đi rất chập chững, đi theo kiểu đi chậm và thăm dò. Khi mở rộng dòng nhạc, tôi không biết khán giả chấp nhận hay không, nhưng may mắn là khán giả đã ủng hộ. Nữ hoàng dân ca chia sẻ trên sóng truyền hình. Có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở tuổi 52, lại từng có thời gian mắc bạo bệnh khó khăn đến mức muốn bỏ nghề. Trong quá khứ, cô khá chật vật với căn bệnh viêm xoang. Thời gian bị bệnh kéo dài khiến dây thanh quản của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng, gần như không còn cơ hội ca hát. May mắn trong khoảng thời gian bị bệnh, tôi có duyên với việc làm huấn luyện viên nên các học trò đã hát thay tôi. Tuy nhiên cũng có lúc hoàn thành công việc, lên xe thì 2 hàng nước mắt chảy dài, tôi sợ mình không hát được nữa. Nữ ca sĩ bật khóc tâm sự về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Đến hiện tại tình trạng của Cẩm Ly đã được cải thiện rất nhiều, nữ ca sĩ đã quay trở lại showbiz một thời gian. Tuy không còn đi diễn thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện Cẩm Ly vẫn được khán giả đón nhận vô cùng nhiệt tình. Bên cạnh nốt trầm không đáng có trong sự nghiệp, hiện tại trường quay Cuộc hẹn cuối tuần, giọng ca Thiếm Hai Lúa còn dành cảm xúc đặc biệt khi nói về người tình tin đồn đang trường. Nữ ca sĩ thừa nhận khi đứng trên sân khấu, cô và nam đồng nghiệp có sự hòa hợp hiếm có, khiến nhiều người hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai. Vướng nhiều tin đồn tình cảm, bạn của Cẩm Ly Minh Vi lại chưa từng ghen khi cô có sự kết hợp ăn ý với nam đồng nghiệp. Nữ ca sĩ cho biết ông xã là nhạc sĩ cũng là đạo diễn nên anh hiểu những đặc thù của nghề. Bên cạnh đó, vợ chồng Cẩm Ly luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định, luôn ủng hộ đối phương trong mọi hoàn cảnh.